Xin chào đại gia đình, chào mừng đại gia đình đã quay lại với kênh dạy HB của em nha. Thì cũng như mọi ngày thôi, hôm nay em sẽ tiếp tục để giới thiệu cho anh chị cả nhà mình cùng xem với em một cái mẫu giày đế sneaker mà hai giày cực kỳ dễ mang với lại cực kỳ phù hợp với lại các bạn nào mà mình thích những cái loại giày mà kiểu như nó năng động, xong rồi nó ngầu ngầu một chút xíu nha. Thì trước khi vào video, nếu mà cả nhà anh chị mình yêu thương thì cả nhà cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký nè, để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu và lại chia sẻ cho cả nhà mình với lại anh chị mình xem được thêm nhiều mẫu giày mới hơn nha. Bây giờ thì em mời cả nhà vô xem video cùng với em. Như cả nhà với lại anh chị mình đang thấy á, thì hiện tại ở đây em đang có một cái mẫu giày đế sneaker nè. Cái mẫu này thì em có gồm 3 màu, đó là màu này là màu đen xám, cái này là màu xanh, xanh đen, và cái màu thứ ba nó là dạng xanh lá nha cả nhà. Thì cái form đế của nó cao khoảng cỡ chừng 5 phân thôi, nên em sẽ để lên đây cho cả nhà mình cùng xem cho dễ ha. Cái dạng đế của nó là đế gồ nè, nó cao khoảng cỡ chừng 5 phân và đế bằng chất liệu là cao su nha cả nhà. Cái màu đế là màu trắng, nhưng mà tại vì cái phần mẫu ở trên á nó kết hợp chung với lại màu xanh, thì cái phần dưới đế ở đây nó cũng là cho mình những cái viền màu xanh ở đây luôn. Đây là cái form đế của nó nè. Mấy cái đế màu giống như vậy á, mình đi á thì nó sẽ đỡ dơ hơn là những cái đế full trắng á cả nhà. Và ở dưới cái phần đế ở đây nó có làm cho mình những cái điểm gồ giống như thế này, để cho nhiều khi mà các bạn hoặc là các anh các chị này mình kia mình mang đi chơi, mình mang đi học á, mình chạy nhảy thì nó sẽ tạo ra một cái độ ma sát nhất định, khiến cho các bạn mình đi sẽ không có bị trơn trượt, khiến cho mình bị té, nên là cả nhà mình yên tâm ha. Nói về cái phần mẫu phía trên á, thì cái dạng này của nó là nó kết hợp với lại da và cả lưới luôn. Đây, phần dây nó là dây cột nha cả nhà. Em sẽ tháo dây ra cho cả nhà mình cùng xem. Thì cái mẫu này á, nó là thuộc dạng 2 dây, chứ nó không phải là 1 dây như là những cái mẫu kia. Nói 2 dây vậy thôi chứ cả nhà mình nhìn nó rườm rà, chứ mình cột á, mình sử dụng nó cũng rất là dễ. Mình chỉ cần cầm hai cái sợi dây của nó, mình cột như là cột nơ bình thường thôi, rất là tiện lợi luôn. Còn nếu mà ai thấy để hai dây giống như thế này á, nó rườm rà quá, nó bị rối á, thì có thể tháo bớt một dây màu xám ra cũng được nha. Bây giờ em sẽ tháo thử cho cả nhà anh chị mình cùng xem. Tháo rất là lẹ, tại vì cái dây này á, nó chỉ tạo kiểu cho cái đôi giày của mình nó nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó lạ mắt hơn thôi. Còn nếu mà ai mình không thích cái dạng dây này thì cứ tháo ra, xong rồi mốt mà mình muốn xỏ vô thì cứ xỏ. Dây này tháo ra xong mình cứ để một góc nào đó mà các anh các chị mình nhớ là được. Và lưu ý giúp em á, những cái dạng giày như thế này á, nếu mà mình muốn vệ sinh á cả nhà, tại vì hiện tại cũng đang trong mùa mưa nè, mình mang có đi mưa đi nước á, thì cả nhà lưu ý giúp em, nếu mà có vệ sinh á, cái form lưới á, nó sẽ khó vệ sinh hơn những cái loại giày vải khác. Nếu mà anh chị mình không biết vệ sinh á, thì cái dạng lưới của nó rất là dễ bị ố vàng. Cái nhà anh chị mình để ý đi, đa số những cái lưới màu trắng như thế này nè, mình vệ sinh nếu mà không biết cách vệ sinh nó thì sau một lần mình giặt thôi cả nhà, là cái phần vải này nó sẽ rất là dễ bị ố vàng liền. Nên là nếu mà muốn vệ sinh nó, thường thường mua hàng tại shop á, thì những cái bạn nhân viên ở bên shop cũng đã hướng dẫn cho anh chị rồi. Da khi mà mình mang về nó bị dính dơ hoặc dính bẩn là mình chỉ nên lau chùi thôi, mình không chà hoặc là giặt nha. Còn nếu mà muốn chà hoặc là giặt những cái form lưới như thế này á, ở nhà mình có bàn chải đánh răng nè cả nhà, cái nào mà mình sử dụng lâu á, mình bỏ rồi á, mình không sử dụng nữa, thì mình có thể tái sử dụng lại những cái bàn chải đó. Mình lấy kem đánh răng nè, hoặc là mình lấy nước rửa chén, mình pha loãng ra, sau đó mình sẽ chà lên những cái loại như loại lưới này. Không sử dụng xà bông bột giúp em nha, tại vì cái loại xà bông bột đó, nó có một cái độ tẩy rất là mạnh. Nếu mà anh chị mình sử dụng cái loại xà bông bột đó, khi mà tẩy lên những cái vải như thế này á, nó sẽ khiến cho cái đôi giày của mình nó bị ố vàng. Và cái thứ hai nữa là khi giặt xong không phơi dưới ánh nắng trực tiếp giúp em. Tại vì mình phơi dưới ánh nắng trực tiếp á, nắng quá nó làm cái keo mình nó bị hở nè. Xong rồi vải, mấy cái vải giày này nó đâu có như quần áo của mình đâu. Anh chị mình mà phơi dưới nắng trực tiếp, nắng quá là nó cũng sẽ bị ố vàng. Nên là cả nhà mình lưu ý giúp em về những cái cách vệ sinh đó nha. Tại vì thường thường em cái video nào em cũng hướng dẫn cho cả nhà anh chị mình vệ sinh hết trơn á. Loại nào mà giặt được thì em bảo giặt được, loại nào mình không giặt được thì em cũng đã hướng dẫn cho anh chị mình xem rồi. Nên là cả nhà mình nhớ lưu ý giúp em về những cái phần đó nha. Thì ở đây em đã tháo bớt một cái cọng dây màu xám của nó ra nè cả nhà. Anh chị mình có thể thấy là nó cũng y chang như cái mẫu cũ thôi, nó không có khác gì hết. Nhưng mà mình nhìn vô cái mẫu này á, thì nó sẽ đỡ rườm rà hơn cái loại này. Thì tùy theo sở thích của anh chị mà mình muốn để hay là mình muốn tháo ra. Tháo ra xong thì mình cứ
giữ ở đâu đó rồi mai mốt mình sẽ tái sử dụng lại, rất là tiện lợi luôn. Thì những cái dạng dây cột này mình có thể tăng đưa, nới ra nới vô tùy theo cái form chân của mình. Tại vì tùy chân người ta có bề ngang hoặc là không có. Nhiều người thì ta có chiều dài thôi đó, người ta không có chiều ngang. Còn nhiều chân thì ta có bề ngang nhưng mà chiều dài người ta không có. Thì những cái loại dây như thế này á, mình mang rất là tiện, có thể nới ra nới vô theo cái form chân của mình mà không có sợ là bị rộng hoặc là bị chật nha cả nhà. Và ở bên trong đây nó có làm cho mình một cái miếng lót rời đây nè. Đây em sẽ rút cái miếng lót rời ra, để cho nhiều khi anh chị mình mà đi nó bị dính dơ hoặc là dính bẩn á, mình có thể tháo cái miếng lót ra để mà mình vệ sinh cực kỳ tiện luôn. Thì có 3 màu như lúc đầu quay cho cả nhà. Màu xanh nè, cái này là xanh đen, cái này là xanh lá, và đây là màu đen. Cái này là một cái màu xám đen cho cả nhà. Đây là cái đế 5 phân của nó, cái đế gột. Em sẽ quay cận cảnh cái mẫu của nó cho anh chị mình cùng xem với em. Nếu mà cả nhà mình ưng mẫu nào á, hoặc là mình ưng màu nào, cứ chụp màn hình lại, sau đó inbox gửi qua Zalo hoặc là fanpage cho em. Zalo với lại fanpage của shop thì em có ghim ngay bên góc bên tay trái. Anh chị mình có thể là dựa vô đó để mà mình xem tham khảo mẫu, hoặc là các bạn để xem được thêm nhiều cái mẫu giày mới về á. Tại vì hàng mới về em hay đăng trên Zalo với lại fanpage của shop lắm. Anh chị mình có thể là dựa vô đó để mà mình xem tham khảo mẫu để kết bạn, để coi được thêm nhiều mẫu mã hơn nha cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Nếu mà cả nhà yêu thương thì cho em xin một like với lại thêm một lượt đăng ký, để cho em có thêm nhiều cái động lực giới thiệu và chia sẻ cho cả nhà anh chị mình xem được thêm nhiều cái mẫu giày mới hơn nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh video của em. Bây giờ thì bye bye. Em hẹn cả nhà vào các video khác nha.